cháu nội tôi. Mày làm gì mà xả tóc mà ngồi để gì? Cái ghê vậy? Cái gì á? Gì tôi? Ở chợ rồi nhầm vậy. Sáng ăn uống gì chưa? Không có ăn. Ai muốn ăn gì ăn đi, ăn hết cái nhà này cũng được nữa. Ăn đi, ăn tàn, xá tàn, mạc gì luôn đi. Bỏ kệ một tôi. Vô ăn nè. Đừng có quan tâm tới cảm xúc của tôi. Mày làm cái gì vậy trời? Gia con ông đó. Ăn chút xíu nữa là nó ẩm cái nội về cho bà. Tôi mới điện cho nó rồi. Thôi. Hỏi có vụ tôi. Bao nhiêu ngày rồi? Nó nhỏ con đo đi về chảnh bao nhiêu ngày rồi? Ông với thường nghe. Mới điện cho nó, nó nói về, về chiều nó về đó. Thôi. Vô ăn uống đi cho cứ tỉnh táo lên nè. Là bà ngồi với là... gì trời? Gia tài có cục vàng cục ngọc. Đi về xách cái lít về không hai vợ chồng. To te tú tí. Cháu nội tôi thì để ở chảnh. Rồi nó khóc làm sao hả? Nhỏ nó còn nhỏ đi về xe cộ nó mệt nó để chảnh chứ làm gì? Rồi nó chảnh nó thiếu hơi mẹ nó khóc rồi sao? Rồi vấn đề là tôi gần như tôi không có tiền, tôi cho tiền tôi mướn xe hơi cho về luôn mà. Làm gì mà cực dữ vậy? Mà mệt tôi nói với ông mà. Đi xe đi động mệt nhỏ. Vậy đó, nói vậy đó. Bộ cái nhà thiệt luôn. Chết. Chính ơi. Mày chính chồng mày đánh mày gì mày chính? Ai mà dám đánh tao? Hả? Sao mày tàn tạ với vậy? Sớm này tao không giữ với ai á, tàn tạ gì? Mày vui vui gì mà mấy nay mày tàn tạ vậy? Tạ chưa có cọt cái đầu vậy thôi. Hoặc nay sao gì mà không tươi, không cười, không gì trơn vậy? Mày nhớ cho nội tao. Thánh thần Thiên Đụng ơi. Nhớ cho nội vậy luôn á hả? Nhớ sao không nhớ? Cục vàng thôi đó. Ờ, cục vàng mà đó. Bà hại tôi là hai hộp thuốc bắp của bà luôn. Mệt luôn. Món tao trả tiền cho. Rồi nó về không? Không. Rồi nó không đem trái về luôn. Tối ngày vụ đem về rồi bà. Trời ơi trời. Ê bà coi tôi cháo bà đi. Vẫn trời thôi. Vô nhà đi trời, ngồi đi chi trời. Thất. Đi đâu đi, mệt. Thằng ơi trời. Về nha. Không thấy là biết về rồi. Nhiều chuyện. Thì các bà hư nghe. Ủa? Dạ. Dạ cô chính nè. Dạ chính không kéo. Dạ. Ôi thấy thương dữ vậy ta. Không chính cái này, không chính cái này, không chính cái này. Sao mày? Trời ơi, trời đất ơi. Chịu gì nổi trời. Ẩm chí đi. Chờ ẩm chí đi. Thôi cho ẩm về. Ẩm về hả? Dạ, dạ. Rồi tôi cặp về nha. Cưng dữ trời. Nhắc tới nhất tức vợ chồng nó nữa bực mình gì đâu à, gì lúc mà dẫn mà buông người ta ra đi. Trời, vợ chồng con có nghĩ là má thương xin gì đâu vậy. Cháu nội tao mà tao không thương, tao thương ai? Ý là thương đến một cái mức độ mà con không có thể diễn tả được. Mày tao bỏ được chứ cháu nội tao không bỏ được đâu nha. Rồi biết rồi, xuống cơm con đi má. Không, cha con với ăn làm gì làm đi. Ăn hết luôn đi. Đừng có năn nỉ tao. Giận hoài không biết. Sao có giận? Giận hoài xuống sắc. Hơi đau giận người dân. Cái gì người dân? Cái gì người dân má? Hơi đau giận người dân. Ê trời. Tụi bay coi tao người dân nè. Tụi bay về tụi bay đâu đem cho nội tao về. Tụi bay làm tao mất mặt nguyên xóm tao đi khoe hả? Thì tự ra đầu làng cuối xóm cháu nội tao về cuối cuộc á. Tụi bay sắp đích về không à. Không ẩm nó về. Nó liền sang bị đành đòn vậy đó nữa. Tụi bay ở chợ tụi bay ở gần nó hàng ngày mà riết là tụi bay chán. Cái tụi bay về đây tụi bay trốn con tụi bay. Sao tụi bay về đây tụi bay đâu đem gì đây đâu. Tụi bay đâu bị đâu có biết là tao thương tao nhớ nó cỡ nào đâu. Rồi đi về đây rồi trốn nó. Sợ nó bám hơi chứ gì. Đó để nó chở rồi nó khóc nó la. Đó rồi
rồi tao chửi dữ lắm rồi con Đoan nó mới xách vali nó chạy về chợ đó. Rồi vài ba bữa cũng làm y chang vậy nè, bỏ cho nội tao bơ vơ mình nó chển nè. Rồi nó khóc nè, nửa đêm nó khóc rồi ai lo cho nó, ai chăm cho nó. Trời, xin lỗi. Có xin lỗi gì hết trơn, buông tao ra đi. Bớt giận đi. Đừng kêu tao bằng mẹ bằng má gì nữa chứ. Vài bữa nó vợ con ẩm xin về. Không có vài bữa, để chển luôn đi, đừng đem về đây nữa. Tốt nhất là sau này đừng đem về đây nữa. Đem về mà. Tao là đợi thằng Hí nó cưới vợ nó có con rồi tao cưng sao cũng được nữa. Đừng đem về nữa. Không có nói chuyện nữa. Ăn cơm đi nè má. Bà ơi, bà đi đâu rồi trời? Dương An ơi. Dạ. Thấy mẹ đâu không? Dạ. Con thấy mẹ con đâu không? Con thấy mẹ nãy ba ngồi đây mà. Đâu rồi đâu? Nãy con mới đi ra kêu. Kêu mới đi vô ăn uống gì cho con mẹ đi đâu rồi trời? Mẹ ơi. Mẹ ơi. Ôi trời. Trời đâu rồi trời? Bà ơi. Bà ơi. Đâu trời. Bà ơi. Bà ơi. Có luôn. Ôi trời. Đâu rồi má? Đâu trời? Để tao điện lên coi. Trời ơi. Alo. Sao hả? Ở nãy có mà vợ tôi ở ảnh đó mày. Không có hả? Rồi. Có không bà? Không có, là điện cho bà Bảy. Trời, đi đâu rồi trời? Ừ, qua nhà bà Sáu, bà Bảy. Ủa, chú Bảy hả? À? Ờ, có cái vợ tôi bảo nó gì chị? Không có hả? À? Đi đâu trời? Đi đâu rồi? Đi vòng vòng sớm kiếm đi. Ơi. Ơi. Con ơi, con ơi. Không có luôn đi chạy. Má đi đâu vậy? Má ơi. Bà thấy giờ thế. Ôi, mà chết thương nha. Chết thương nha. Chết thương. Bà làm gì đây vậy? Con làm gì nào? Gì? Trời ơi. Gì vậy? Tôi mới đi kiếm phụ ổng Trường An nè. Làm gì vậy? Bà kiếm phụ hồi sáng giờ luôn á. Bà réo tôi đi kiếm bà chính gì vậy? Nè. Kiếm chi? Kiếm con má đâu rồi? Bà ẩm con ai vậy? Ẩm con bơ chứ con ai. Ủa? Nó đi lấy đồ rồi nó nhờ nó ẩm. Trời. Con của ta mà ẩm gì? Không dạ cơm. Từ nay nó là cháu nội của tôi rồi. Gì vậy? Ai biểu mày không ẩm cháu gì cho bả chứ. Tại gì nữa? Từ nay nó là cháu nội của tôi rồi, chứ mày tôi về tôi giết gì chút rồi tôi để lại cho nó hết luôn. Con dâu bà đi về Sài Gòn ẩm cháu xuống rồi. Khỏi. Tại vì á bây giờ coi như người dân nước lã đi. Thì cái mày cái ẩm cháu bây giờ nó ẩm làm sớm. Chút bà để lại cho con của con bơ luôn bây giờ nè. Sau này nó già nó lớn lên, tôi già nó lớn lên nó nuôi tôi. Chứ thằng Sim nhiều khi nữa lớn lên nó đâu biết mặt nội ở đâu, nó biết bên ngoài đó không à. Trời ơi, vợ thì này ẩm về rồi. Con người ta làm hại cho kiếm bút chết. Gì? Thì vợ mày ẩm con nữa. Về rồi. Cha con không khỏi có vụ tôi nữa. Giờ tôi ở đây, một lát nữa tôi dọn đồ qua đây tôi ở luôn với lại vợ chồng bơ. Là trời, coi kìa trời. Chính thương nha. Trời ơi, bỏ nó vô xuống rồi. Rồi nó đi đâu rồi, con bơ đi đâu rồi? Để đồ rồi. Vì có ẩm con người ta rồi giết Di Trúc nữa trời, là trời thiệt chứ. Cái móc là tôi để hết. Không ẩm rồi, thằng Xin về là cũng như xong nữa. Bà làm Di Trúc bà cho luôn rồi nữa. Ừ, để con. Alo. Ừ. Em lên xe đi về liền nè, liền, có chuyện gấp. Ừ, để ông nội bà giết Di Trúc bà cho con bà hết cho. Ừ, ẩm Xin về đây nha. Ừ, gấp lắm. Rồi vừa lòng hết chưa? Đang về hả? À? Đang về. Rồi về bển trước đi, rồi chừng nào ông bơ về nó trả cho tôi quay về. Rồi, bà ngờ cháu của người ta làm như cháu nội bả thiệt á. Làm đi kiếm muốn xỉu. Về liền nha. Ừ. Phải vậy cha con bay mới kêu đưa cháu nội ta về. Sao? Ừ. Chính thường nha. Ừ.